trở lại với kênh của mình nha. Vì hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan, mình sang đây cũng được 5 tháng và gần 6 tháng đấy. Thì hôm nay không phải hôm nay mà hôm trước thì công ty mình có cái quà trung thu ấy mọi người, thì mình cũng bận không làm được video, dạo này bận đi làm. Thì hôm nay mình sẽ vui xem cái quà trung thu ở bên Đài Loan này có cái gì nhá. Thì mỗi công ty mỗi khác thôi, có người thì được tiền, có người thì được quà, có người thì được quả, nói chung là có người không được cái gì, nói chung là đấy là tùy sắp xếp của từng công ty và đó là do chủ tốt hay không. Ok, thì hôm nay mình làm được món quà nó khá đẹp mọi người ạ, đó khá đẹp mọi người nhé. Cái này thì mình cũng không biết giá trị của nó bao nhiêu, coi như là quà, có quà là tốt lắm rồi mọi người. Ở đây thì mình thấy một cái hộp rất là bông bắn nha mọi người, đây mọi người nhá, nó rất là bông bắn luôn, cực kỳ đẹp luôn, đó, mọi người thấy chưa, rất là to, hai này gần 40 cm mọi người ạ, cao 15 phân. Wow, hộp quà nó khá là to nhé. Ở đây ngoài những cái hộp trong này thì ở trong này không còn cái gì. Ok, thì ở đây mình sẽ mọi người sẽ cùng mình khui xem quà trung thu là có cái gì mọi người nhé. Đây là một tí kéo đó. Đây rồi. Ở đây thì hộp thì được thiết kế khá là đẹp mọi người, bìa rất cứng. Đây mọi người, chưa rất là đẹp rồi nhá. Mình không biết là nhãn hàng gì nữa. Ở đây thì có ghi, mọi người sẽ cùng mình khui nha. Wow, mọi người thấy cái gì không? Ở đây thì sẽ được chia làm 3 ngăn mọi người nhé. Đây là cái một cái chồng. Đây mọi người. Lần đầu tiên thấy quả tương phù. Mọi người ơi đẹp quá. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Đó. Hộp thì được thiết kế rất là sang trọng mọi người nhé. Đây mọi người. Hộp thì được thiết kế rất là sang trọng luôn. Đây mọi người nhá. Đó. Mọi người thấy chưa? Của nó là như thế này nhá. Đó. Đây mọi người nhá. Đó, mọi người thấy chưa? Đây có bánh này. Đây cũng là bánh này. Wow, nhìn ngon quá mọi người ạ. Ui giời, sẽ làm bao nhiêu món nhỉ? 1 món, 2 món, 3, 4 này. Đó, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 món. Ở trong này thì mình thích ăn nhất cái bánh này mọi người nhá. Mình thấy thích ăn nhất là cái bánh này bởi vì nó rất là ngon. Ở Việt Nam thì mình cũng đã từng ăn rất là ngon, còn bánh ở Đài Loan thì mình không rõ. Ok, bây giờ mọi người sẽ cùng mình thưởng thức một món nha. 6, 7 món này ăn nhá. Giờ chọn nào. Nhiều quá mới chọn nào. Ăn này. Ăn này mọi người nhá. Mình sẽ xem. Mình ngon như thế nào mọi người nhá. Ở đây thì có kỳ chứ gì ạ, mình cũng không rõ. Mời mọi người nhé. Ăn thử. Bị ngọt đều. Rất là bùi mọi người. Bên trong có nhân đỗ đen. Rất là ngon mọi người.
Bánh thì được thiết kế rất là đẹp, ở trên nó rắc những vừng, và từ ngon trong từ tiếng Trung nó, mình muốn khen một món đồ ăn ngon trong tiếng Trung gọi là hảo chư, gọi là cái này rất là ngon, chứ cơ hấn hảo chư mọi người nhé, rất là ngon, chứ cơ hấn hảo chư đó. Mình mới sang đây nên nói được vài câu tiếng Trung thôi, không có gì là tiếng Trung thì không có gì là khó cả, do chúng ta học này không thôi. Ok, mình tìm cái đi nhá. Ngon lắm rồi. À, có cả nhân đậu xanh luôn mọi người. Ngon quá, ăn hai cháo thì rất ngon, ở đây còn rất là nhiều luôn. Bạn biết được cái thế nào đấy. Cái này làm quà rất là ý nghĩa nhá, nếu mà có Tết thì mình làm này quá đẹp luôn, quá đẹp luôn đấy. Bởi vì nó là một hộp á, mà nó trang trí gọi là cũng khá là đẹp, đủ món. Mình xem đếm lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây hộp này nó dễ bàn lắm. Hộp này đi trưng bày cũng khá đẹp của mình nhé. Và đây là kẹo, nhưng mà trong có nhân hạt dẻ hay cái gì đó cũng đó. No rồi, ăn hai tháng còn lại mình sẽ định màn tiếp nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé, có cái gì còn ho mọi người cứ comment xuống dưới, hoặc là video của mình không hay mọi người cứ góp ý cho mình để mình làm những dài những video tiếp theo để mình rút ra kinh nghiệm nhá. Ok, xin cảm ơn mọi người.